Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Là nói đầu tiên dù Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày đầu tuần luôn vui vẻ và thành công. Và hôm nay dù Hoa Kiển Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cái phôi mai chú thủy nuôi hồ công, cái loại lá lớn anh chị cô chú. Và đặc biệt hôm nay mình có tiễn những cái cây có hoành to dáng đẹp và những cái cây sắp đế luôn anh chị cô chú. Mặt hàng mình hôm nay là đầy đủ hết luôn ha. Còn những cái loại nhánh chiết bên mình có giá là 12k trên một nhánh, đi đơn bao ship là 50 nhánh, thì hôm nay mình có giao cho khách là 200 nhánh anh chị cô chú. Và bên mình có những cây có giá 80k, 100k, 150k, 200k cho đến 400-500k cũng có anh chị cô chú. Bước vào mã số tiếp theo của những clip vừa rồi là mã số 645. 645 với cây tán thiên nhiên anh chị cô chú. Cây bộ đế rất là đẹp, đều bốn mặt luôn ha. Tán thiên nhiên đó, cầm mọi cô chú lấy đây, cầm phong có luôn, cầm 3 4 về 5 6 7 nuôi tiếp. Rồi anh chị cho sánh với chai nước suối ha. Mã số 645 có vành là 29, mình đo đây được 29 chị cô chú. Chiều cao là 19. Giá dạ, phôi này giao lưu anh chị cô chú là 350k. Giá này mình đưa ra là mình bao ship toàn quốc anh chị cô chú. Tán thiên nhiên, cây rất là đẹp, đế đều. Tiếp theo là mã số 646. 646 cây dáng trực anh chị cô chú. Còn không anh chị cô chú chơi dáng nhân văn cũng được ha. Ở trên có một cái cành lả xuống nè. Cái củ đế nở. Zetia luôn, bộ đế tương đối đều. Rồi mặt tiền lấy đây, mặt tiền lại đẹp. Cây này rất là nở cũ ha, Zetia. Mã số 646 có vành là 33, chiều cao là 32. Và phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 647. 647 cái cây nu và cục cục anh chị cô chú. Rồi mình cắt mình chừa tâm cao ha. Còn không anh chị cô chú về mình tán đây, mình chơi cái bài cũng được anh chị cô chú. Mã số 647 có vành là 28, chiều cao là 39. Giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 200k. 200k là mình bán vốn luôn anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 648. 648 cái cây dáng hơi trực lắc anh chị cô chú. Phía sau có một cái cành tử lên ha. Mã số 648 có vành là 36, vành mình đo từ đây qua đây anh chị cô chú là 38, chiều cao là 18. Dạ phôi này vô luôn anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 649. 649 vô kèo bài anh chị cô chú. Rồi cầm mọp tới đây, cầm phong mấy hông đây anh chị cô chú. Cầm phong ha, cầm 3, ở đây có nút mầm mà cầm 4 về luôn anh chị cô chú. Bộ đế thì tương đối. Mã số 649 có vành là 29, chiều cao là 13. Giá phôi này giao luôn anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 650. 650 là một cây sắp đế anh chị cô chú. Đế rất là đều đẹp ha.
Bên đây đẹp lắm anh chị cô chú. Cây này anh chị cô chú về tán đây làm cây bài cũng được ha. Đó, mầm 1 đây, phong ở đây, chùm 3 đây anh chị cô chú. Đó, còn đây có một cái nút mầm cầm 4 nè, tán ra mình sẽ lòi được cái nút mầm cầm 4 này luôn ha. Cái này cây bài luôn. Đế rất là đẹp. Rồi anh chị cô chú so sánh cái chai nước suối ha. Mã số 650. Mình bo ở đây cái vành đây anh chị cô chú được là 18. Chiều cao mình lấy 20. Dạ phone này vô lưu anh chị cô chú là 300k. Vành 18, cao 20. Chỉ có 300k anh chị cô chú. Tiếp theo mã số 651. 651 vẫn là một cây sắp đế, cây này rất là đẹp anh chị cô chú. Dách chữ A, bộ đế rất là đều. Tay cành thì đầy đủ ha. Vô cây bài luôn anh chị cô chú. Đó cầm 1 đây, cầm phong lấy mấy hông, cầm 3. Đế nôm sổ rất là đều, rất là đẹp. Yachia luôn anh chị cô chú. Rồi anh chị cô chú so sánh với cây nước suối ha. Mã số 651 có vành là 20, chiều cao là 16. Và phôi là Zalo anh chị của chú là 350k. Giá trị à, để đều đẹp. Tài cành thì đầy đủ. Tiếp theo là mã số 652. 652 cây rất là đẹp anh chị của chú. Một cây trực lắc ha, cây bài. Đó, cầm 1 có, cầm phong mấy hông. Rồi cầm 3 xuống, 4 lên. Giá trị à, để đều. Cây này ngày hôm qua đi đào cực lắm anh chị cô chú. Nó cao lên khoảng 2-3 mét luôn. Rồi nhánh cành rất là nhiều. Rồi cái này về anh chị cô chú xem mặt tiền bên đâu đẹp thì lấy ha. Nói chung là mầm cành phong hai bên đều có hết luôn. Cành 3 lã về, 4 lên. Mầm 1 cành 1 rất là đẹp. Rồi so sánh mình cái chai nước suối anh chị cô chú. Đó, gấp 2, gấp 3 lần chai nước suối luôn. Mã số 652 có vành là 40. Mình đo đây được 40 anh chị cô chú. Chiều cao là 16. Dạ phôi này Zalo anh chị cô chú là 500k. Cây này bây giờ tới nhà vườn là mua cây này khoảng là 300 ngoài anh chị cô chú. Tiền công đào nữa. Tiền công đào bây giờ đào một cây này mướn người đào phải 100 ngàn nữa. Rồi quần quần cả 400 ngoài rồi ha. 400 rồi. Bây giờ mà giao lưu anh chị cô chú 500 nữa, bao ship nữa. Cây này lại còn mấy chục. Cây này rất đẹp anh chị cô chú. Nuôi rất là có tương lai. Tiếp theo là mã số 653. 653 là một cây bài anh chị cô chú. Tay cành thì đóng đầy đủ luôn, rất là đều. Đó, cầm 1 tới đây, cầm phong mấy hông, cầm 3, 4 lên. Bên đây cũng có nút mầm cầm phong anh chị cô chú. Anh chị cô chú về chọn lựa hai bên đều có hết luôn ha. Mã số 653 có vành là 25, chiều cao là 10. Dạ phôi là Zalo anh chị cô chú là 230k.
Tiếp theo là mã số 654. 654, một cái cây dáng nhân văn anh chị cô chú. Ở đây là cái mầm cái tử ha, lên trên một có một cái cành lá về. Cái này lúc trước là nhà vườn á anh chị cô chú trồng ra có đâm mầm rất là nhiều ha. Mầm giống vậy anh chị cô chú, mà ra tường giống vậy ha. Rồi mình về mình đục bớt cho nó thông cây anh chị cô chú. Nu già cục cục luôn. Mã số 624 có vành là 26, chiều cao là 28, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 200 chẵn luôn. Hôm nay có mấy cây mình bán thu hồi vốn anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 655. 655 cây dáng rất là đẹp anh chị cô chú. Ở trên đây có một cành lã xuống ha. Bộ đế thì tương đối đều anh chị cô chú. Mã số 655 có vành là 30. Mình qua đây 30 anh chị cô chú. Chiều cao là 26. Giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Thì mã số 655 là mã số cuối clip hôm nay vừa qua kiểm Nguyễn Thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656 cũng là số giao lưu Nguyễn Thông. Rồi clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có ngày đầu tuần luôn vui vẻ và thành công.